Vụ án Lệ Chi Viên được xem là vụ án oan kinh hoàng nhất trong lịch sử Việt, khiến cho vua Lê Thái Tông chết đột ngột ở tuổi 20. Thậm chí người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi cũng bị mang án tru di tam tộc vô cùng thảm khốc. 22 năm sau, vua Lê Thánh Tông lên ngôi giải oan cho gia đình Nguyễn Trãi, nhưng cũng chỉ là gỡ bỏ cái nỗi oan giết vua chứ không đi sâu vào chi tiết sự thật. Trong suốt hàng trăm năm qua, nhiều nhà sử học đều nghiên cứu về vụ án Lệ Chi Viên và nỗi oan khuất của Nguyễn Trãi. Cuốn Đông A Di Sử có ghi chép rằng ông ngoại của Nguyễn Trãi chính là quan tư đồ Trần Nguyên Đán, trụ cột của nhà Trần, rất giỏi về mệnh lý, về tài mệnh lý của Trần Nguyên Đán, thì Đông A Di Sử có kể như sau. Ông từng xem là số tử vi của Thái Thượng Hoàng Nghệ Tôn, thấy có vũ phá thủ mệnh, coi người thân như kỳ tù, cho kẻ ác như ruột gan, chắc chắn sẽ nghe hổ Quý Ly. Lại thấy Quý Ly có tử phá thủ mệnh, biết y sẽ cướp ngôi và nhà Trần mất, khuyên can Thượng Hoàng nhiều lần mà không được. Cuối cùng Trần Nguyên Đán quyết định kết làm thông gia với hổ Quý Ly. Đúng như dự đoán của Trần Nguyên Đán, năm 1399, hổ Quý Ly cho thanh trừng 370 tướng lĩnh tôn thất nhà Trần, dẹp tan thế lực nhà Trần. Năm 1400 thì lên ngôi vua. Tuy nhiên, gia đình Trần Nguyên Đán không hề bị hổ Quý Ly đụng đến. Cũng chính nhờ điều này, cháu nội và cháu ngoại của ông là Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi có điều kiện ăn học thành tài, sau này đều là anh hùng của dân tộc. Trần Nguyên Đán khi xem lá số của Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Trãi, biết hai cháu của mình sau này thành nghiệp lớn. Với Trần Nguyên Hãn, ông không lo lắng lắm, nhưng ông lại vô cùng lo cho Nguyễn Trãi. Sau khi xem lá số tử vi của Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Đán biết rằng đây là lá số của anh hùng dân tộc, nhưng lại gặp phải họa chết ba họ. Vì thế mà dặn Nguyễn Trãi phải cẩn thận, rằng chiến thành thì lui binh, dù Trần Nguyên Đán biết rằng số mệnh khó lòng thay đổi. Nguyễn Trãi là người có công lớn trong cuộc chiến chống lại quân Minh. Ông là người cùng hoạch định các kế sách cho nghĩa quân Lam Sơn và cùng quân Lam Sơn đi từ không có gì nổi bật trong số hàng chục cuộc khởi nghĩa lúc đó, dần dần trở thành cuộc khởi nghĩa mạnh nhất cho đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn vào năm 1427. Đầu năm 1428, dù chưa chính thức lên ngôi, vua Lê Lợi đã tổ chức đại hội để ban thưởng. Lúc này, Nguyễn Trãi được ban tước quan phục hầu, chức danh đầy đủ của ông là tuyến phụ đại phu nhập nội hành khiển môn, hạ hữu giám nghị đại phu, đồng trung thư lệnh sự tứ kim tử như đại, thượng hộ quốc quan phục hầu tứ tính Lê Trãi. Trong đó đáng chú ý có tứ kim ngư đại là được ban cái túi thêu có con cá vàng, một đặc ân đối với đại thần từ quan tam phẩm trở lên. Thượng hộ quốc là một quân hàm dùng để tặng riêng cho người có công lao lớn. Quan phục hầu là phẩm tước mà ban cho cao nhất là huyện Thượng Hồng. Cùng thời gian này cũng được ban cho Lê Vấn, Á Thượng Hầu ban cho Lê Ngân. Hai vị khai quốc công thần của nhà Lê, tứ tính Lê Trãi là Nguyễn Trãi, được đặc ân ban quốc tính, tức được đổi theo họ của nhà vua. Với những chức tước nêu trên, ở thời điểm ngay sau chiến thắng, Nguyễn Trãi cũng có vị thế nhất định trong triều đình nhà Lê. Tuy nhiên, sau đó không lâu, nhất là do sự kiện tự trầm của Trần Nguyên Hãn và cái chết của Phạm Văn Xảo, hai vị đại thần và là người thân thiết với Nguyễn Trãi, ông dần dần bị hạn chế quyền hành. Nguyễn Trãi chủ yếu được giao cho sang định lễ nhạc sử sách. Ông từng hiệu đính nhã nhạc, quy định chế mũ áo. Ông vừa tài giỏi lại chính trực, mọi việc làm của ông đều là việc nhân, nghĩa cốt ở yên dân. Vì thế khi chiến tranh nổ ra, ông là lựa chọn số 1 của nghĩa quân. Thế nhưng trong vương triều thì ông lại không hợp lòng nhiều người. Chẳng vậy mà trong lạc khoản bài văn bia soạn cho lăng mộ Lê Thái Tổ năm Thuận Thiên thứ 6, Nguyễn Trãi chỉ tự đề là Vinh Lộc Đại Phu nhập nội hành hiện, chi tam quán sự, thần Nguyễn Trãi vâng soạn. Tam quán bao gồm Chiêu Văn Quán, Tập Hiền Viện và Sự Quán, coi việc sưu tập điềm tịch, đồ thư, soạn sử. Rõ ràng là Nguyễn Trãi chỉ đảm nhận những chức vị hết sức khiêm tốn. Ngay cả đặc ân ban quốc tính cũng không thấy nêu ở đây. Nhưng rồi sau đó, ông được Lê Thái Tông khôi phục quyền chức và được trọng dụng vào trong biểu tạ ơn năm 1439, có ghi như sau. Vinh Lộc Đại Phu, nhập nội hành khiển, môn hạ sảnh tả ti hữu, giáng nghị đại phu kiêm Hàn Lâm Viện thừa chỉ học sĩ, tra tam quán sự,
đề cử Côn Sơn Tư Phúc Tự Á Đại Trí Tự, Tứ Quốc Tính Lê Trãi. Như vậy, hầu như các chức tước cũ của ông đều được hồi phục. Cũng chính vì sự trọng dụng của vua Lê Thái Tông đối với ông mà nhiều lộng thần muốn trừ ông. Cuối năm 1437, Nguyễn Trãi thực hiện lời căn dặn của ông ngoại Trần Nguyên Hãn rằng xưa kia chiếm thành thì lui binh, ông xin từ quan về quê nhà ở Côn Sơn. Tuy nhiên, vua Lê Thái Tông lúc bấy giờ tỏ ra rất xem trọng ông và cố mời ông ở lại ra làm quan cho triều đình. Năm 1439, Nguyễn Trãi được mời ra làm quan ban cho tước Vinh Lộc Đại Phu nhập nội hành khiển, môn hạ sảnh Tả Ti Hữu, Giám Nghị Đại Phu kiêm Hàn Lâm Viện Học Sĩ, Tri Tam Quán Sự đề cử Côn Sơn Tư Phúc Tự. Ngày 27 tháng 7 âm lịch năm 1442, vua Lê Thái Tông đi tuần ở miền Đông, duyệt quân ở thành Chí Linh. Ông mời vua ngụ ở chùa Côn Sơn, đến ngày 4 tháng 8 âm lịch, đi chơi ở Lệ Chi Viên Vườn Vải, xã Đại Lải ven sông Thiên Đức, bất ngờ băng hà. Nguyễn Trãi cùng vợ là Nguyễn Thị Lộ bị bắt vì nghi mưu sát vua. Ngày 12 tháng 8 âm lịch năm 1442, triều đình tôn Thái tử Bang Cơ mới 2 tuổi lên ngôi vua. Ngày 16 tháng 8 âm lịch, triều đình khép ông vào tội giết vua, tru di tam tộc. Về vụ án Lệ Chi Viên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép như sau. Tháng 8 ngày mùng 4, vua về đến vườn vải huyện Gia Định, bỗng bị bạo bệnh rồi băng hà. Trước đây, vua thích vợ của thừa chỉ Nguyễn Trãi là Nguyễn Thị Lộ, người rất đẹp, văn chương rất hay, gọi vào cung phong làm lễ nghi học sĩ. Ngày đêm hầu bên cạnh, đến khi đi tuần miền Đông xa giá, về tới vườn vải xã Đại Lải ven sông Thiên Đức, vua thức suốt đêm với Nguyễn Thị Lộ rồi băng. Các quan bí mật đưa về. Ngày mùng 6 về tới kinh nửa đêm đem vào cung rồi mới phát tang. Mọi người đều nói là do cô đã giết vua. Ngày 16 tháng 8, tức ngày 19 tháng 9 năm 1442, giết hành khiển Nguyễn Trãi và vợ lẽ là Nguyễn Thị Lộ, giết đến 3 đời. Trước đây, Nguyễn Thị Lộ ra vào cung cấm, Thái Tông trông thấy rất ưa, liền cợt nhà với thị. Đến đây vua đi tuần về miền Đông, đến chơi nhà Trãi rồi bị bạo bệnh mà mất, cho nên Trãi bị tội ấy. Tuy nhiên, sau này rất nhiều nhà sử học đặt nghi vấn về việc này và cố công tìm hiểu về vụ án Lệ Chi Viên để mong tìm ra thủ phạm thật của vụ án, cũng như để minh oan cho người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Các nhà nghiên cứu Phan Duy Kha, Đinh Công Vĩ, Lã Duy Lan đã trình bày lại kết quả nghiên cứu của mình trong cuốn sách Nhìn lại lịch sử xuất bản năm 2003. Trước khi mất, vua Lê Thái Tông truất ngôi thái tử của Nghi Dân phong cho Bang Cơ. Bang Cơ là con của bà Phi Nguyễn Thị Anh, thời điểm này là một bà Phi khác là Ngô Thị Ngọc Giao, mẹ vua Lê Thánh Tông mang thai. Nguyễn Thị Anh tìm cách hãm hại khiến cho bà Ngọc Giao bị giam ở lãnh cung. Tuy nhiên, vợ chồng Nguyễn Trãi đã hết lòng bảo vệ, xin vua tha cho bà Ngô Thị Ngọc Giao. Xin được rồi, vợ chồng ông lại tiếp tục đưa bà Ngọc Giao ra tá túc tại chùa Huy Văn, nay ở đường Chùa Bộc, Hà Nội, và đã sinh ra hoàng tử Tư Thành ở đấy. Vào ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Tuất, dương lịch là 24 tháng 8 năm 1442. Sau đó lại đưa mẹ con bà Ngọc Giao về tá túc tại ngôi chùa ở Tử Liêm. Hiện chùa mang tên Thánh Chúa, nằm trong khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tên chùa là do vua Lê Thành Công đặt khi mới lên ngôi. Ý nói nơi đây là vị chúa Thánh Minh đã từng tá túc. Việc này văn bia ở hai ngôi chùa có ghi lại. Tiếp theo, Nguyễn Trãi mới đưa mẹ con bà Ngọc Giao ra trú ở vùng An Bang, nay là Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, nơi ông chỉ nhậm với cương vị ngự sử Đông Bắc Đạo. Việc làm của vợ chồng ông khiến họ trở thành cái đinh trong mắt Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh. Hơn nữa, lúc bấy giờ có nhiều lời đồn đại rằng Băng Cơ không phải là con của vua Thái Tông, cho nên Nguyễn Anh đã mang thai trước khi vào cung. Các nhà nghiên cứu nói trên tìm được cuốn gia phả họ Đinh là Ngọc Phả Họ Đinh của Thái sư Đinh Liệt, trong đó có chép bài thơ nói về việc này. Nhung tân lục cá nguyệt khai hoa, bất thức hạ nhân chủng bảo đa, chủ háo tống khai vi linh dược, cựu tân bình tiểu thịnh y khoa. Nhung tân đọc lái là nhân tông, tức ý chỉ thái tử Bang Cơ thịnh y, tức là thị anh. Tất nhiên, đây chỉ là giải nghĩa phiên âm sang tiếng Việt, còn cách đọc chính xác phải là phát âm tiếng Hán. Bài thơ trên được dịch như sau. Nhân tông 6 tháng đã ra hoa, dòng máu ai đây quý báu à,
núp bóng Thái Tông làm linh dược thì anh dùng ngón đổi dòng cha. Việc này ngoài vợ chồng Nguyễn Trãi, Đinh Phúc, Đinh Thắng còn có vài đại thần khác có thể đã biết như Thái sư Đinh Liệt, Thái úy Trịnh Lê Khả và con Trịnh Lê Quát, bởi được ban quốc tính Tư Khấu Trịnh Khắc Phục và con là phò mã đô úy Trịnh Bá Nhai. Chính cái biết rõ này lại là mầm mống tai vạ về sau mà khiến cho Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Khi nhà vua đi toàn miền Đông duyệt binh ở thành Chí Linh, Nguyễn Trãi đón vua về ngự ở Côn Sơn. Lúc này, ở địa vị của mình, Nguyễn Thị Anh thực sự lo sợ rằng gốc gác của thái tử bị tiết lộ, khiến con mất ngôi báu, khiến bà ta và gia tộc bị tội đại hình. Đứng trước áp lực này, bà ta đã tìm cách giết vua Lê Thái Tông tại địa phận của Nguyễn Trãi để dễ dàng đổ oan cho ông. Một mũi tên trúng nhiều mục đích, diệt trừ hậu họa, giành ngôi báu cho con, giành lấy quyền lực nhất chính cho thái tử chưa đầy 2 tuổi. Nhưng chỉ diện Nguyễn Trãi thôi thì chưa đủ. Bà ta lại tiếp tục trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có chép: ngày 9 tháng 9 năm 1442, giết bọn hoạn quan Đinh Phúc, Đinh Thắng, vì khi Nguyễn Trãi sắp bị hành hình, có nói là hối không nghe lời của Thắng và Phúc. Có lẽ hai hoạn quan Đinh Thắng, Đinh Phúc là hai người ghi chép những câu chuyện cụ thể ở Ngụy Cung, đã quyền Nguyễn Trãi sớm nói cho vua biết thái tử không phải con vua. Nhưng Nguyễn Trãi đã chần chừ không thực hiện. Sau khi Hoàng Thái Hậu Nguyễn Thị Anh giết Đinh Phúc, Đinh Thắng, lại tiếp tục bắt giam Thái sư Đinh Liệt, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không nêu lý do. Mùa thu tháng 7 năm 1443, bắt giam Thái phó Lê Liệt, Đinh Liệt mãi đến tận 5 năm sau là Mậu Kim Thái Hòa năm thứ 6 mới thả. Mùa hạ tháng 6 tha cho Lê Liệt ra khỏi lao hầm. Vì cớ bọn người nhà Lê Trình, Khắc Phục và công chúa Ngọc Lan 8 người làm trạm, tấu khẩn quản xin lưới phép rộng hơn. Tới đây có thể nói rằng vụ án Lệ Chi Viên chính là do Nguyễn Thị Anh giản dựng. Sau này vua Lê Thánh Tông, người minh oan cho Nguyễn Trãi cũng có thể đã biết. Nhưng nhà vua vì thể diện triều đình của nội bộ hoàng tộc không muốn làm to vấn đề ra, đành phải giữ kín. Tháng 8 năm 1464, sau 22 năm, vua Lê Thánh Tông đã xuống chiếu, chiêu tuyết cho Nguyễn Trãi, truy tặng ông tước hiệu là Tán Chủ Bá, bãi bỏ lệnh truy sát của triều đình với gia đình ông và ra lệnh bổ dụng con cháu ông làm quan. Nỗi oan của Nguyễn Trãi coi như được giải, nhưng nỗi oan của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Lộ thì vẫn còn đó. Vì vậy, nhiều cuộc khảo cứu và tọa đàm khoa học đã được tổ chức để nhằm minh oan cho bà. Dựa vào những kết quả thu lượm được, một số nhà nghiên cứu dưới sự chủ biên của nhà giáo Hoàng Đạo Trúc biên soạn thành cuốn Lễ Nghi Học Sĩ Nguyễn Thị Lộ với Thảm Án Lệ Chi Viên, xuất bản năm 2004. Sau hơn 560 năm, vụ án Lệ Chi Viên mới chính thức khép lại với sự minh oan trọn vẹn nhất dành cho bà Nguyễn Thị Lộ.